thử đi. Con thích ăn đùi gà nè con. Cho cá đi mẹ. Từ khi ba tụi con mất, gia đình làm ăn sa sút mà buồn. Nhưng bù lại á, vợ chồng thằng hai nó thành đạt, mẹ cũng thấy an ủi. Còn vợ chồng ba, nỗi rầu nó không cũng chết. Nhìn ăn uống kiểu đó đó, ăn cắm cúi ăn uống, nếu ăn vậy không phải nghèo sao được. Mai Chi, con nên học theo tấm gương của chị hai con nè. Ha. Ông bà thường nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tổ ấm con xây không được thì thằng chồng của con có làm ăn được cái giống gì đâu. Có nhiêu đó mẹ nói hoài con không nghe là sao? Mẹ ơi, mẹ là tấm gương lớn nhà này rồi, đâu cần tới con. Hơn nữa thím nó làm dâu nhà mình được gần 10 năm rồi mà mẹ. Nếu có học được á thì đã học lâu rồi mẹ ơi. Người ta khôn ngoan á, người ta nói ra một câu có thấy khôn ngoan rồi à. Nó nói câu gì cũng thấy vừa lòng, cũng mát cái bụng hết chứ. Con đã không được sanh ra trong một gia đình danh giá giàu có thì con phải biết chăm lo, săn sóc cho chồng con. Con đằng này, trời đất ơi, không ngơ à. Học theo chị mày nè. Nhưng mà mẹ ơi, thím ba rất là đẹp. Nhưng mà ngộ lắm mẹ, ông trời cũng ngộ lắm nha. Ổng không cho ai cái gì trọn vẹn hết đó. Được cái này á thì mất cái kia. Đẹp để làm gì? Sắc đẹp có mài ra tiền để ăn được đâu. Mà nhìn kỹ cũng đâu có đẹp gì mấy. Mẹ hả? Ăn đi con. Con dâu của mẹ ăn đi. Cảm ơn mẹ. Phụ nữ mà thành đạt như con á, ra ngoài làm việc cực khổ dữ lắm. Ăn cho nhiều vô để có sức mà làm việc con. Dạ. Ăn đi bà xã. Mẹ cũng ăn đi mẹ, ăn nhiều nhiều chút nha mẹ. Ta nói nó làm chút gì mình cũng thấy vừa ý, cũng mát cái ruột hết trơn rồi. Bởi vậy có coi nó là con dâu đâu, coi như con ruột vậy đó. Mẹ, để gắp cho thím ba đi mẹ. Nó dễ ăn lắm, đâu có kén ăn như con đâu. Bó đâu muốn ăn cũng được nữa. Mà đâu cần gì gắp, tự giờ hết dĩa rồi gắp gì nữa. Đón xem Vợ Tôi Là Số 1 lúc 18 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên kênh HTV2 VChannel.